danh chê quá xa xa tầng hu tầng dù cha quá xa xa tầng tràn tu ác gần bà ri cha rệ qua nề ê cành cha phà quy ta tà năng mũ hô ta ma pi bồ cha dê xa dê quá bồ cha na say dô danh chê quá xa xa tầng hu tầng dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu chẳng bằng trong giây cúng dường bậc tự tu cúng dường dạy tốt hơn 100 năm tế tự. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dù cha qua xa xa tầng tràn tu gần ba ri cha rề qua nề ê cành cha phà quy ta tà năng mô mô ta ma pi bù cha dê xà dê quá bù cha na say vô dành chê quá xa xa tầng hô tầng 100 năm đốt lửa rừng thiên khẩn cầu tế tự triền miên đêm ngày chẳng bằng chỉ 1 phút giây cúng dường bậc thánh sâu dày phước hơn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Tu Nữ Tệ Duyên. Dạ, sa thú, kính cảm ơn chị Đăng Đăng. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ, cô tu nữ Thamachari và kính chào đạo tràng. Và bây giờ tự nhiên xin kể kinh pháp cú số 107. Dạ, nãy giờ cái âm thanh của tự nhiên nghe giật giật, mà không biết giờ đạo tràng có nghe rõ không ạ? Giờ chánh điện đang đọc kinh nữa. Dạ, cảm ơn đàn đông. Dạ, bây giờ tự nhiên xin kể. Còn bạn nó mất tiêu rồi. Liên tục. Dạ, cảm ơn chị. Bây giờ bạn chạy qua rồi thấy này. Vô cha qua sa sa tăng chán tu ác ginh ba ri cha rê qua nê ê canh cha pha vi ta ta năng mô hô ta ma pi po cha dê sa dê qua pu cha na say yô danh chê qua xa xa tăng hú tăng vô cha qua xa xa tăng chán tu ác ghim ba ri cha rê qua nê ê canh cha pha vi ta ta năng mô hô ta ma pi pô cha dê sa ye wa pu chan na say yo yan che wa sa sa tang hu tang yo cha wa sa sa tang chan tu ak gin ba ri cha re wa ne e kan cha pa wi ta ta nang mu mu ta ma pi pu cha ye sa ye wa pu cha na say yo yan che wa sa sa tăng hu tăng dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu cúng dường vậy tốt hơn 100 năm tế tự. Khổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. 100 năm đốt rừng thiên khẩn cầu tế tự. Dạ, tự nhiên xin đọc lại. Nó bị 100 năm đốt lửa rừng thiên khẩn cầu tế tự triền miên đêm ngày chẳng bằng chỉ một phút giây cúng dường bậc thánh sâu dày phước hơn. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong.
Dạ, cảm ơn chị Cẩm Vân. Dạ, bây giờ kính mời chị ạ. Dạ, sa thu kính cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên. Nam mô Bụt Tha, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ giáo pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng, con kính ảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu rum. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 107. Vô chá quát xá xá tăng chanh tú ác ghim bá rí chá rê quá nề ê canh chá ba quý tát ta năng mú hút tá má pí bù chá dê xa dê quá bù chanh bù chá na xây dồ danh chê quát xá xá tăng hú tăng vô chá quát xá xá tăng chanh tú ác nghiêm bá rí chá rê quá nề ê canh chá ba quý tát ta năng mú hút tá má pí bù chá dê xa dê quá bù chanh chá na xây dô danh chê quát xá xá tăng hú tăng vô chá quát xá xá tăng chanh tú ác im pa rí chá rê quá nê ê canh chá ba quý tát ta năng mú hốt tá má pí bù chá dê xa dê quá bù chá na xây dô danh chê quát xá xá tăng hú tăng dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu cúng dường như cúng dường quậy tốt hơn hơn 100 năm tế tự. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. 100 năm đốt lửa rừng thiên khẩn cầu tế tự tự miên đêm ngày chẳng bằng chi một phút giây cúng dường bậc thánh sâu dày phước hơn. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong. Và kính mời bàn tay của cô tu nữ Thâm Ma Chá Rí. Và mời cô. Nam mô Bụt Tha, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ, cảm ơn cô Tuệ Duyên và cho biết là nghe rõ, dạ. Cảm ơn chú Châu Phan. Dạ, con dạ, cảm ơn cô Đặng Đông. Con Tham Ma Cha Lý kinh đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, kinh đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. À, cùng chư tôn Đức Tăng ở những nơi mà con không được biết, kinh lễ cô Tuệ Duyên xin kính chào toàn thể quý vị. Dạ, sau đây con xin phép được trả bài pháp cú kinh 107 ạ. Do cha qua xa xa tăng chân tu an kim ba ri cha re qua ne e can cha pha quỳ tan ta nam mô ta ma bi bu cha re sa je wa bu cha na sai jo yan che wa sa sa tang hu tang yo cha wa sa sa tang chan tu an kin ba ri cha re wa ne e gan cha pha quy tam ta nam mo ta ma bi bu cha re sa je wa cha sa ye qua bu cha na say yo chẳng che qua sa sa tăng hu tăng yo cha qua sa sa tăng chan tu a kim ba ri cha re qua ne
can cha pha vi tan ta nam mô ta ma bi bo cha je sa je wa bo cha ma san yo yang che wa sa sa tang ho tang. Dầu chạy 100 năm thờ nửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Đó là thủ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trăm năm đốt lửa rừng thiêng khẩn cầu tế tự, triền miên đêm ngày, chẳng bằng chỉ một phút giây cúng dường bậc thánh sâu dày phước hơn. Đó là thủ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã trả bài xong rồi, xin mời cô Tina tiếp tục nha. Con kính lãnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc tiếp câu pháp cú 107. Yo cha wa sa sa tang chan tu ak kin pari cha ve wa me e kan cha pha vi tat ta nang mu hun tam pi pu cha ye sa ye wa pu cha na say yo yam che wa sa sa tang hu tang. Dẫu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu, chẳng bằng trong giây lát cúng dường vật tự tu, cúng dường vật vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô cha quanh xa xa tăng chân tu ăn kim pha vi cha rê qua mê ê canh cha pha quy tánh ta năng mượn ta ma phi phu cha ye sa ye wa phu cha na say yo nhân che quan sa sa tăng vô tăng yo cha quan san sa tăng chan tu ăn kinh pha ri cha re wa ne e căn cha pha vi tan ta năng mượn ta ma phi phu cha ye sa ye wa phu cha na say yo nhân che quan sa sa tăng mu tăng. Trăm năm đốt lửa rừng thiên khẩn cầu tế tự triền miên đêm ngày, chẳng bằng chỉ một phút giây cúng dường bậc thánh sâu dài phước hơn của Hòa Thượng Giới Đức. Và con kính tri ân quý sư và đạo tràng. Con Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh, con thành kính đảnh lễ đại đức tuệ đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ tuệ duyên, con kính lễ cô nữ tham ma cha rì, con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Con xin đọc câu Phật ngôn. Dạ, con kính tri ân cô tự diện xin nhật quên. Con xin đọc câu pháp cú 107. Dù cha quá xa xa tăng chàng tu ác kinh ba ri cha rệ quá rệ e cành cha bà quý tát ta năng mu hút ta ma bi bù cha về xa về qua pù cha nà xây dù dành chè quá xa xa tăng hút tăng dù cha qua xa xa tăng chan tu ác kinh ba ri cha rê qua rê e canh cha pa quỳ ta ta năng mô hút ti pù cha về
sa je qua pu cha na se yo yen che qua sa sa tăng hu tăng. Dầu trải 100 năm thờ lửa tại rừng sâu chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu cúng dường vậy tốt hơn. Hơn 100 năm tế tự của Hòa Thượng Thích Minh Châu, 100 năm đốt lửa rừng thiên khẩn cầu tế tự triền miên đêm ngày chẳng bằng chỉ 1 phút giây. Cúng dường bậc thánh sâu dày phước hơn của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ kính mời Sếp Nhật Quỳnh và con kính tri ân đạo tràng. Nam Mô Bụt Thà. Dạ. Dạ, xa thủ kính cảm ơn Nguyên Tịnh, lâu lắm rồi mới nghe được âm thanh của Nguyên Tịnh. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, kính chào người phương Nam về vào đạo tràng. Dạ, con xin một lần nữa thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh, kính lễ với bà với cô tu nữ Nhật Quỳnh, kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ, con xin được ông bài câu pháp của kinh 107 và kêu cả lâu giờ rồi nhưng mà hiện tại chưa thấy đại đức Tịnh Đạt, cũng chưa thấy thượng tọa Tề Quyền, nên con xin được ông bài. Cha con mới vừa nói lén sư, con đã thấy sư vào đạo tràng rồi. Dạ, sa thú lành thai, con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt vừa quan lâm vào đạo tràng. Vì là con khỏi có phải trả bài bạch sư, còn đang tính ôn bài để chờ sư. Dạ, hoan hỷ quá. Dạ, Nam Mô Bích Hai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Săn Kha Giá. Dạ, con Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh. Dạ, con thấy sư vô con mừng quá, con quên hết trơn rồi. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tự Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ông bài pháp quốc kinh 107. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ tự duyên, cô tu nữ Thâm Má Cá Rí, Xích Miên Tịnh, Xích Thi Na, Xích Rạng Đông, Cảm Vân, còn ai nữa không quý vị. Tại lúc nãy Nhật Quỳnh vắng mặt chút xíu ở trước máy nên không biết còn thiếu vị nào không. Dạ, ôn bài mà Nhật Quỳnh không có cảm ơn nha, thì xin quan hỷ cho Nhật Quỳnh. Dạ, rất là tri ân đạo tràng đã đưa bàn tay xinh đẹp mình để ôn bài. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng từ vựng. Không biết bữa nay sư có giảng bằng của thượng tọa Tề Quyền không? Dạ, bây giờ trước mắt con thỉnh sư giảng từ vựng trước. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm phương lọc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được niệm hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăm thối không mòn, những địa ít hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp tai đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp quốc kinh 108.
Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bức Tha Giá. Quý vị nghe được âm thanh không ạ? Dạ, internet hôm nay nó sẽ không có bị rớt như ngày hôm qua. Dạ Nam Mô Bức Tha Giá. Kính thưa kính bạch chư tăng và kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay Thượng Tọa Tuy Quyền sẽ thuyết giảng duyên sự cũng như ý nghĩa, nhưng mà Thượng Tọa Tuy Quyền sẽ vào sau tí xíu. Tịnh đại sẽ nói về duyên, nói về cái sơ lược ý nghĩa từ vựng của câu kệ ngôn mà chúng ta học ngày hôm nay là câu 108. Tăng Sam Bồ Tô Bà Ca Wa Bồ Tăng Bà Ca Wan Tăng A Phi Wa Đề Mi Sò Kha Tô Bà Ca Wa Ta Tham Mô Tham Măng Nam Ma Sa Mi Sô Pà Thi Pan Nô Nô Bà Ca Tô Sa Ca Sang Khô Sang Nam Ma Mi Sa Thu. Hôm nay chúng ta học đến Pháp Yến Linh, chúng đến bài học câu số 108. Phẩm Sa Ha Sa Quốc Cá Phẩm Ngàn. Và quý vị nghe được tín hiệu âm thanh tốt thì bắt đầu chúng ta sẽ học bài học ngày hôm nay. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 108 có nội dung như sau. Yang kinh chia di diệt thăng hoa hưu tăng hoa lô kê sang hoa tăng gia chê tha bù nhà bè khô sáp băm bi tăng na cha tu phá gà mê ti a pi hoa đa na ụt chú gà tê su say yô Yang kinh chi yết thăng hoa hu thăng hoa lô kê Sang văn cha răng cha dê tha bù nhà bè khô Sáp băm bì tăng na cha tu phá gà mê ti A phi hoa đa na ụt chú gà tê su say yô. Suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư kính lễ bậc chánh trực. Bản Việt ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và sau đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú 108. Bản Việt ngữ văn xuôi của ngài Diễn Đá Chánh Tăng là: người mong mọi phước báo có thể cúng tế bất cứ vật cúng tế hoặc vật tế lễ ở thế gian trọn năm, toàn bộ việc ấy cũng không đạt được một phần tư việc đảnh lễ các vị chánh trực là tốt hơn. Câu đầu tiên đó là Văn kinh chí dít thăng quá hút tăng quá lô kê. Văn kinh chí dít thăng quá hút tăng quá lô kê. Văn là người, người nào. Đây là người mong mọi phúc báo có thể cúng bất cúng tế bất cứ vật cúng tế hoặc cúng tế toàn bộ việc này. Kinh chí giết thang, kinh chí là bất cứ cái gì
bất cứ cái gì, bất cứ điều gì. Dít thăng, dít thăng là vật cúng tế. Và nó từ từ cái chân này là danh động từ, là cái danh từ động từ ý. Chúng ta sẽ gặp nhiều cái từ này. Dít thăng là vật cúng tế. Chữ quá, hú tăng quá. Chữ quá ở đây thì nó là cái cách viết khác của cái từ va, không phải cách viết khác mà mình lo cho, do là trong cái thơ văn á, thì chúng ta sẽ bị đổi, có nghĩa là hoặc là, là chữ va. Hú tăng là vật tế lễ, hú tăng là vật tế lễ, vật cúng tế, vật tế lễ. Lô kê là thế gian, lô cát thế gian. Câu thứ hai, sang cha răng cha dê tha ai ya chê tha bu nha bác khô bê khô sang quá cha răng ya chê tha bu nha bê khô sang quá cha răng. Sang quá cha răng ở đây là nó là cái năm tháng. Sangvatsara là một năm. Sangvatsara là một năm. Trọn một năm. Bunyak, bunyapeko hả? Sangvatsara yachetha, yachetha là cái động từ cúng tế, nghĩa là cúng tế. À, nó bắt nguồn từ cái căn lại rồi. Cái căn động từ yachati là cúng, cúng tế. Yachetha. Bunyabekho, bunyabekho là người mong cầu phước báo. Chúng ta có cái từ punya là phước. Pekha trong cái cách chia là pekhamana là hiện tại phân từ đó. Đây là cái sự tìm kiếm, cái việc tìm kiếm, tìm cầu cái phước báo, người mong cầu phước báo. Bunya Pekho. Câu kế tiếp, sắp băng bí, sắp băng bí tăng na chatupagameti, sắp băng bí tăng na chatupagameti, sắp sapampi pang cộng với lại api, pi hoặc là api. Sapang là tất cả hay là toàn bộ, pi hay là api là cũng. Sapang cộng pi hay là api. Tăng, tăng là cái đại từ chỉ cho cái việc ấy. Tăng sắp băng đó, tất cả cái việc ấy. Cái việc ấy là cái việc mà gì thưa quý vị? Là cái việc mà chúng ta đề cập đến hai câu trên, đã đề cập hai câu trên là việc cúng tế, vật cúng tế, độ cúng tế. Còn có một năm là sắp băng, tăng sắp băng tất cả những cái việc ấy. Ná là có nghĩa là không, ná có nghĩa là không. Chatupagameti, chatupagameti, chatu là số 4, chatu là 4, paga là một phần, cho nên chúng ta có cái từ chatupaga, chatupagang là 1/4. Chatupaga, chatupaga,
Chutupa gan. Chutupa gan. Từ e tí. Toàn bộ việc ấy cũng không đạt được. Từ e tí là sự đạt được, thưa quý vị. Nó là cái từ chia cái căn động từ đi đến e tí. Ở đây trên đây chúng ta có nghĩa là đạt được, đạt đến. Sắp băng tăng, tất cả những việc ấy thì không có đạt đến là 1/4. Rồi câu cuối cùng. Apiwadana uchu gatesu seyo. Chú ở đây là việc từ wanda tí là đảnh lễ cộng với lại cái tiền tố api, có nghĩa là bên trên, phía trên. Api wadana là việc đảnh lễ. Cái việc đảnh lễ thì sao? Uchugatesu các vị chánh trực. Cái chữ út chú hay là út chú nó một chữ chi hay là hai chữ chi thì nó cũng đều có nghĩa là trực hay là thẳng. Chúng ta gặp cái từ này trong cái hồng danh ân đức tăng Uchupatipanno Hakawato Sawakasangho. Từ trực. Gata seyo. Seyo là tốt hơn. Seyo là tốt hơn. Apiwadana Uchugatesu seyo. Tốt hơn seyo. Và như vậy thì chúng ta vừa sơ lược qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp qua số 108 này. Và một lần nữa, câu một sơ cứu 108. Văn kinh chí yết thăng quá hữu tăng quá lô kê sang quá chạ răng chạ giá chê ta phù nhạ bè khô sắp băm bí tăng na chá tu phà gà mê tí Apiwadana uchugatesu seyo. Bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức là suốt năm tế vật cúng dường để mong phước quả nhờ nương sau này. Phần tư lợi ích chẳng tày, một lần đảnh lễ gót mây thánh hiền. Nam mô Bụt Thà Giá. Và chúng con nhận thấy Thượng Tọa Tây Quyền đã quan tâm vào diễn đàn Pháp Cú Kinh. Kính bạch Thượng Tọa thì con cũng vừa sơ lược xong về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 108, và tiếp theo đây cũng chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa giảng giải về duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú này cho đại chúng ở diễn đàn Pháp Cú Kinh. Nam mô Bụt Thà Giá, chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá, đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng.
Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawan Tang Apiwa De Miswa Kato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Subhatipanno Phakkawato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo đã đứng tuần trí diệu giác trí tuệ từ bi viên mãn ngài đã bày ghế bánh xe sinh tử luân hồi. Pháp Bảo là những phương lương diệu dược đang trị lành những tâm bệnh phiền não của chúng sinh, những ai thực hành thì Pháp Bảo sẽ hưởng được. Hiện tại lạc trú ở trong đời này cũng như ở kiếp lai sinh. Tăng Bảo đi bậc chúng trung tôn, các ngài thừa Như Lai Sứ, Tác Như Lai Sự đã đắc thánh hoặc còn phàm, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Chúng đệ tử chân thành kính đảnh lễ Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo, hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học có bố cú số 108. Thì số 108 này, cái nghĩa của nó dầu cho mà tế lễ cúng tế trăm muôn ngàn kiếp ngàn năm gì đi cũng bằng một phần tư, không bằng một phần tư, cho bằng kính lễ đối với bậc đáng kính lễ. Chúng ta nhớ như vậy. Và cũng như ở trong Trung Bộ cũng đã nói cho chúng ta nghe đó, thông thân gần kẻ ác, thân cận các bậc lành, kính lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Dạ. Thì kính thưa quý vị, đây là duyên sự. Chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe về cái tích của một bà La Môn, và đó là bạn của ngài, ngài Xá Lợi Phất. Suốt năm cúng tế Phật để cầu phước ở đời không bằng một phần tư, kính lễ bậc chánh trực. Khi Đức Phật ngài ở tại Trúc Lâm Tịnh Xá, ngài đề cập đến một người Bà La Môn, bạn của ngài Xá Lợi Phất. Thì trưởng lão đến để thăm và hỏi đến ông Bà La Môn này: "Này Bà La Môn, ngươi có làm điều thiện chi không?" "Thì có chứ." "Ngươi làm cái gì?" "À, tôi cả trăm năm, tôi đã làm rất là nhiều việc bố thí hy sinh, tức là tế lễ to tát dựa theo truyền thuyết, và cũng nhiều lần dứt bỏ nhiều của cải để thực hành cái việc bố thí, cái việc tế lễ hy sinh này." Thì sau đó trưởng lão hỏi thăm như vậy rồi, thì trưởng lão mới cùng với cái người bạn của mình đến để gặp Phật. Thì đến để ý kiến Đức Phật. Thì khi dẫn đi đến ý kiến Đức Phật á, thì ngài mới yêu cầu: "Bạch ngài, xin ngài quán hỷ thuyết pháp cho người bạn của con tái sanh vào cái cõi trời Phạm Thiên cho người này nghe." Thì Đức Phật ngài cũng hỏi lại: "Này Bà La Môn, người có thầy có nói như thế không?" "Dạ thưa có." Thì hỏi: "Ngươi đã nói rằng việc làm hàng năm là việc làm bố thí một cách trọng thể đến quần chúng trong thế gian, có đúng như không?" "Dạ đúng như vậy." "Như này ông Bà La Môn, dẫu cho ngươi làm như vậy trong 100.000 năm, nhưng không bằng một phần tư mà ngươi thành tâm, ngươi có sự kính lễ, thành tâm kính lễ đến bậc đáng lễ." Thì bắt đầu Đức Phật ngài mới dạy: "Suốt năm cúng tế Phật để cầu phước ở đời không bằng một tư, kính lễ bậc chánh trực." Khi nghe qua câu này, chúng ta thấy nhiều khi á, chúng ta có những cái việc tế lễ nó không đúng. Chẳng hạn như chúng ta biết nhất là người Hoa đó, họ cúng nhiều lắm. Họ cúng trời, cúng đất, cúng thiên, cúng địa, cúng phá lá lung tung hết, đủ thứ, đủ chuyện nào cũng cúng. Đốt thôi bao nhiêu là vàng mã. Hay là có một số người mà họ nặng về cái niềm tin, mà ở đó nó hơi tà tính một chút, mạnh mà tính mê tín đó, thì họ giái, họ cúng đủ thứ này thứ nọ. Còn ngày xưa
xưa họ cử hành một cái lễ chẩn tế rất là lớn, rồi giết chết nhiều súc vật hay là tế đàn đó, thì để cứu giúp để cho người này cái điều này, cho người kia cái điều nọ. Đó là một cái việc làm mà thời xưa xem như đó là một điều mà hết sức tốt. Nhưng kính thưa quý vị, ở kiếp hiện, ở trong ngay trong lúc đó đó, Đức Phật ngài khẳng định một cách rõ ràng, kính người đáng kính lễ và cũng như cúng cho cái người mà đáng cúng thì mới gọi là phúc lành cao thượng. Ở đây không phải Đức Phật ngài không phải khuyên chúng ta, nhớ rõ ràng đây là một sự so sánh, gặp cái nhân duyên rõ ràng với những người như vậy, Đức Phật khuyên cái cách làm thiện làm lành, mở ngoặc thêm là cái việc làm thiện làm lành nữa. Đó là một điều rất tốt, đó là cứu tế đến đồng loại, cứu tế đến người gặp nạn khổ đau như là bão lụt dịch bệnh gì, thì cái điều đó là một điều tốt. Những điều ngược lại, nếu chúng ta làm một cái cách tế trời tế đất mà bằng những cái làm mà nó lớn lao đó, thì quý vị biết ngày xưa đó nó nhiều cái lễ tế đàn lớn lắm, thì người có tiền của đó, người ta cho làm như vậy, đó là chính là người ta giúp đỡ cho người để ban bố cho người. Thì nãy chúng ta biết nãy tức là chữ mà văn kinh chí đó, chẳng lẽ đức Tịnh Đạt đã có nói rồi đó, văn kinh chí hoặc là chữ dít thăng đó, tức là bao gồm nó cho rất là nhiều thứ, hay là bố thí một cách tức là rất là lớn lao, như là một ngày lễ lớn vậy đó. Và cũng như cái chữ hữu tăng là một cái sự thết đãi hay là một cái sự hậu đãi, ở đây nó là một cái chuyện khác. Nếu chúng ta có bố thí dầu chúng ta có ban bố như thế nào cũng vậy, nhưng cái pháp đó nó không bằng một cái pháp gọi thì chúng ta gọi cái này như cái kính lễ, như là một pháp cung kính, như là một pháp cung kính. Mà cái pháp cung kính đó ở trong tinh thần Phật đạo rất là cao quý, rất là đặc biệt. Nhờ mà quý vị biết ở đây nối tượng đến cái người đáng lễ đó là cái gì, chúng ta nhớ đó là bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Đó là từ sơ đạo cho tới tứ đạo, sơ quả cho tới tứ quả, tứ sông bát bối đó, tức là đến các bậc mà đã thành tựu quả vị niết bàn, hay là những người đoạn lậu diệt lậu, cái sự cúng dường đó nó xứng đáng. Đó mới gọi là Sattha Devamanusa Năng, xin lỗi, Bùi Nhắc Khét Tăng Lô Cá Sa Tí, tức là ruộng phước vô thượng ở đời. Cái người mà kính lễ, xứng lễ là ruộng phước vô thượng ở đời, đó chính là những người đã hoàn toàn diệt tận phiền não, xứng đáng một cách tốt đẹp mà trời người kính lễ, trời người đảnh lễ và cúng dường. Thật sự ra mà nó nói như vậy á, có một sự so sánh như thế này, nhưng chúng ta không dễ dàng, kính thưa đại chúng, chúng ta không dễ dàng mà chúng ta được cúng dường đến một bậc tịnh giới, một bậc tịnh hành, đến một bậc mà đoạn lậu đâu, khó lắm. Cái duyên phước chúng ta lớn lắm, nhưng nếu như chúng ta cúng dường được các vị đó thì kính thưa quý vị, thì chúng ta thật sự là hạnh phúc, chúng ta thật sự là tốt đẹp. Cũng như chúng ta làm một việc ác với thân, với khẩu, với ý gì mà lại đụng chạm tới các bậc đó thì cũng là đại tội. Mà trong một cái dịp may mắn mà chúng ta được đảnh lễ, chúng ta được cúng dường, chúng ta được đảnh lễ, chúng ta được cung kính đến những bậc đáng cung kính đó, thì chúng ta cũng phước báo vô lượng. Mà cũng nhớ, chúng tôi nhớ một câu phố cú mà được phổ thơ của Tâm Cao đó. Làng mặt đây và núi rừng kia, cùng thung lũng nọ lối về non cao, bậc A-la-hán trú nơi nào, dân cư chốn ấy siết bao an lành. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu như vị A-la-hán đó ở một cái xứ nào, ở một cái chốn nào đó, ở chốn đó người ta có sự đảnh lễ, có sự cúng dường nơi ngài, hoặc nơi đó thì có chư thiên hộ trì,
thì nơi đó được an lành, nơi đó được tốt đẹp, không có bị nhiều cái tai ương dịch bệnh vân vân. Cái điều này nói chính xác như vậy đó. Và còn cái nghiệp duyên nữa. Ở đây chúng ta thấy đề cập đến một trò mà hết sức quan trọng. Vai trò đó chính là vai trò gì, kính thưa đại chúng? Đó chính là cái sự cung kính, cái pháp cung kính nó rất đặc biệt. Chúng ta chịu nghe, chịu làm, tâm phục lẫn khẩu phục, tức là hay là thân tam nghiệp này chúng ta thành tâm kính phục. Cái người dân quốc giáo rất là đặc biệt, dạy cho người đệ tử, dầu cho vị ấy là một vị a cha hay là a cha đó, tức là một vị thầy giảng dạy, một vị pháp sư, một vị thiền sư, một vị sư hay một vị trụ trì, đảm trách nhiều cái trách nhiệm trọng đại của tăng chúng. Nhưng khi vị đó không tu, vị đó hoàn tục, thì vị đó đảnh lễ một vị sa di cũng đảnh lễ. Tại sao như vậy? Bởi vì người ta biết người ta không thể đeo mang, người ta không đi trên con đường phạm hạnh, không đi trên con đường tu tập, người ta hoàn tục ra thì người ta kính lễ. Nó khác hơn cái người Việt mình. Khi mà hoàn tục ra rồi thì xem như chưa hề quen nhau luôn. Rồi có một số cái sự đề bạc, một sự khiển trách của Phật tử như thế này, trách như thế kia. Đối với người quốc giáo không có, họ công tu nữa thì thôi họ ra. Mà họ ra như vậy để họ hộ pháp. Đây là những người cận kề để có cái sự hộ trì đến tăng bảo, nó rất là tốt đẹp. Bởi vì họ đã có bài bản họ thuộc, kinh kệ họ thuộc, nghi thức họ hiểu. Và từ chỗ đó họ chỉ dẫn lại cho những người gần kề có một sự đồng làm việc lành hết sức tốt đẹp. Cái điều này chúng ta nhớ như vậy. Cho nên vì vậy, cái sự cung kính này đến chi? Tại vì họ có một niềm tin. Niềm tin nơi tam bảo, niềm tin tức nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng. Họ tin tưởng một cách tuyệt đối như vậy. Chúng tôi nhiều lần, chúng tôi đã chứng kiến có những vị mà hàng sư phụ bây giờ không còn tu ra những cái việc bình thường, làm những cái việc tốt đẹp. Như chúng ta biết ở trong rừng, không biết quý Phật tử có biết mà hồi xưa đó có một vị thợ của chúng tôi tu, có một cái thầy, tức là thầy Ngộ Đạo đó, mà gọi anh Đỉnh đó, sau này đã hoàn tục đó, khi tu rất tốt về pháp học, về pháp hành, vị ấy rất là tốt đẹp. Bắt đầu sau không còn tu nữa ra mà quý vị biết, đi vào chùa để cộng sự trong chùa, ngay cả ra giữ xe cho Phật tử ở các chùa. Hồi xưa thì ở kỳ viên đến để giữ xe cho người ta vào, người ta nghe pháp, rồi sắp các cuộc lễ đi giữ chùa, đi giữ xe nơi này nơi nọ. Rồi bình thường thì bắt đầu mới là mới phối hợp với các sư để kiểm tra lại các cái bản dịch Pali, hay là dạy các cái lớp căn bản Phật pháp. Vì ấy cung kính chưa tăng, không hề dám có một cái sự xúc phạm gì. Mà quý vị hồi thở xưa mà cỡ mà hàng mà sư huynh của chúng tôi, hoặc là cỡ chúng tôi xuống dưới, vị ấy đứng ở chỗ nào là nhìn là phải cách hai thước, sợ e rất là ngại với như tại vậy đó. Nhưng vị ấy ra thì bây giờ nói, chúng tôi cũng nói ra, ở Việt Nam mình cũng có những người cũng quả cảm chứ không phải là không có. Thì ở đây chính là nói cái gì, chính là nói lên cái giá trị cung kính đó. Mà cung kính đó chính vì có một niềm tin. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta đòi hỏi một cái, tìm một cách tuyệt đối thì nó khó lắm. Chúng tôi muốn nói khó là cái gì? Ở trong cuộc sống này nó có nhiều cái trắng đen khôn lường. Nhưng chúng ta nhớ,
Tăng nó có hai bậc, phàm tăng và thánh tăng. Để chúng ta cung kính, chúng ta lễ bái, chúng ta cúng dường. Cái sự cung kính đó, nó đòi hỏi thứ nhất là diệt trừ cái tánh ngã mạn của mình, cái tánh tự cao của mình. Mà khi chúng ta vượt qua cái tánh đó đó, để chúng ta buông bỏ cái ngã chấp của chính mình. Mình tự cao lắm, cái tánh mình ngã chấp nhiều, cái giá trị nó nằm chỗ đó. Nếu như chúng ta biết mà có cái sự cung kính đó, thì rất là tuyệt vời. Quý vị có biết, quý vị cháu quý ít có thấy các vị hòa thượng như vậy đó ha. Nhưng được khi các ngài mà gặp nhau đó, quý vị gặp không có giật mình luôn đó. Biết là vị đó đó là cao hạ hơn mình, cao hạ hơn mình, lập tức quỳ xuống đảnh lễ. Quỳ xuống đảnh lễ. Nếu các ngài hiểu biết về Phật Pháp thì các ngài làm và cho chúng ta thấy đặc biệt lắm. Khi mà gặp nhau vậy đó, là quỳ xuống đảnh lễ. Cái sự đảnh lễ đó chỉ cao hơn một hạ, cao hơn một thời gian thôi, mà các ngài cũng vẫn có cái sự cung kính. Bởi vì sao? Bởi vì người ấy có niềm tin, hiểu biết về luật một cách rõ ràng, mới có một cái sự cung kính, mới có một cái sự hiểu biết về luật và thông hiểu pháp luật như vậy. Thì vậy ấy làm như vậy để cái gì? Có một sự phân biệt, cũng là thân giáo lại cho những người hàng đệ tử sau biết được. Đây là các cái vị lớn hơn. Khi mà lớn hơn đó, thì chính Đức Phật ngài luôn luôn có cái tán thán, luôn luôn có một cái sự khiêu gọi những người đệ tử phải tạo một cái đức lành. Tất cả chúng ta, tại sao chúng ta không chào, không hỏi người ta? Bởi vì tôi quen biết gì mà tôi hỏi, là một, thứ nhất, họ quen tôi thôi, tôi cũng cần chào, không hỏi, phải vậy. Cái tinh thần của nhà Phật á, kính thưa quý vị, nó đặc biệt cái chỗ á. Với những người có cái đức hạnh, với những người là bậc mô phạm, bởi vì chính nó có đó thành tựu cho chính mình, và cũng là cái sự trân quý đối với người. Bởi cái tánh ngã mạn của mình nó ghê lắm. Mình có cái sự so sánh hơn không à. Mình không bao giờ mà mình biết có cái sự khiêm nhường. Mà chính mình không có sự khiêm nhường, mình không có biết một cái sự kính trọng, cho nên chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái bất lợi trong cuộc đời này. Bất lợi trong cuộc đời này. Vì vậy cho nên Phật dạy chúng ta phải có một cái sự tu tập tốt đẹp. Đó là sự cung kính. Nếu như chúng ta cung kính, không vì sợ hãi quyền lực, không vì lợi lộc, chúng ta không vì được khen hay bị ép buộc, mà cái tâm của chúng ta bằng cái tâm thành tâm, bằng cái tâm thành kính, mà cái quả của cái sự thành kính đó, tương lai mình được giàu sang, được quyền quý. Và chúng ta có cái quyền, có cái tiền, có cái quyền, có cái điều kiện, chúng ta cũng đừng nên sát phạt người, đừng có nên làm quyền làm hành với người. Như vậy là chúng ta đánh mất đi một cái sự tốt đẹp. Bởi vì nếu như mình biết người thì người sẽ biết mình. Mình cung kính với người, người sẽ đáp lễ lại với mình. Mà đây chính là một điều mà nếu như chúng ta có cái sự thành tâm, chúng ta có một cái sự kính trọng, thì chúng ta mới làm được. Mà cái điều đó đòi hỏi cái niềm tin. Nhắc lại, đòi hỏi cái niềm tin rất là lớn. Kính thưa quý vị, may mắn lắm chúng ta được có cái tâm để buông bỏ, để đảnh lễ, để cúng dường, để chào hỏi. Một cái việc chào hỏi nó rất là đơn giản, nhưng điều mà nó lại là một cái thể hiện cái tấm lòng. Chúng ta ngồi nói theo cái xã hội
thì nó cái tấm lòng tương nó lên một cái sự niềm nở của mình, nó theo cuộc sống và ở đó nó theo cuộc sống còn là sự tôn trọng người. Mà nếu như ở xã hội cũng cần có sự tôn trọng, còn ở trong đạo cần có một sự kính lễ một cách tốt đẹp. Mà nếu như ba ngôi tam bảo là một giá trị tuyệt đối rồi, ở đây chính là đảnh lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng. Bởi vì tại sao phúc lành cao thượng? Bởi vì chính cái sự thành kính đó nó thể vượt qua, nó vượt qua cái tâm ngã mạn của mình, cái sự thành kính đó. Rồi tương lai của chính chúng ta sẽ được tất cả mọi cái việc nó yên lành. Cũng như chúng tôi đã thường nói, chúng ta không có quyền khinh miệt người ta. Dầu cho người ta nghèo, dầu cho người ta ngu, dầu cho người ta xấu, người ta khổ như thế nào, chúng ta không được quyền mạt sát người ta. Hay người ta là những cái tội đồ thì đó là cái nghiệp duyên của người ta. Chứ mà đừng có bình phẩm. Chưa chắc là mình hơn người ta đâu. Chưa chắc là mình hơn người ta. Bởi tại sao mình chưa chắc hơn người ta? Bởi vì nếu như gặp tình huống kiểu đó đó thì không biết chúng ta còn làm như thế nào nữa. Vì vậy cho nên duyên ai thì tạo cái nghiệp như thế nào thì lãnh cái quả như thế đó thôi. Chúng ta không có bình phẩm, rất là quan trọng. Chê bai người ta, khinh miệt người ta, vân vân. Thì những cái cách đó, đó hay là mắng nhiếc thậm tệ người ta, chọc quê người ta, hạ nhục người ta, đó là một cái điều rất là tội. Hay là cười trên cái sự đau khổ của người ta, hay nói cái lời phím nhã, hay là giả bộ để tâng bốc người và đạp người, thì đó chính là những cái hành động nó không có cái tâm tôn trọng, không có cái lòng nhân, không có một cái cách sống tốt đẹp trong cuộc đời được. Bởi vì chúng sinh, dầu cho là chúng sinh lớn nhỏ, chúng sinh hữu hình, vô hình, một chân, hai chân, không chân gì, là một người có cái tâm từ ban bố rộng rãi. Và kính thưa quý vị, nhờ chúng ta tập như vậy thì người tốt, người xấu, người hiền, người chánh, người tà gì, chúng ta sẽ không có quan cái. Và chắc chắn là tư đó đó, cái tâm hiền thiện của chúng ta đó, cái tâm mà có cái sự tôn trọng người, có sự kính trọng người, chắc chắn là chúng ta sẽ gặp được những cái người hiền, người lành. Mà cái sự cung kính, cái sự tôn trọng đó, họ sẽ được dẫn dắt cho chúng ta. Chứ còn mà cái tâm mà như chảnh chẽ, cái hành động của chúng ta chảnh chẽ, hành động của chúng ta tự cao, chúng ta tự đại quá đó, tự cho mình là hay, tự cho mình là giỏi, tự cho mình là cao thượng, thì cái tâm đó tâm ngã mạn. Mà ngã mạn nó phát sinh lên thì nó chịu phần tai hại. Asmimano Ayang Eko Pahatapo, tức là pháp chịu phần tai hại. Ngã mạn là một pháp chịu phần tai hại. Ngược lại, nếu như chúng ta không ngã mạn, chúng ta có cái tâm tôn trọng, có cái tâm cung kính, có cái tâm kính lễ người, thì việc gì nó cũng có một cái điều tốt đẹp. Bởi vì một cái, ngay cả các cái nhà ngoại giao, các cái nhà mà chúng ta gọi là cái bộ phận mà để ngoại giao, mà bộ phận mà để thương thuyết ấy, hay là một cái người mà đi coi như là sứ giả hòa bình đó, nó rất là quan trọng. Chúng ta phải thể hiện từ cái lòng, cái lời, cái tâm đối với đối thủ của mình, đối với kẻ thù của mình, hay đối với cái người không thích mình cũng vậy. Chúng ta tập làm được cái gì, không để họ quan cái với mình. Cái quan cái nó mệt lắm, chứ để làm gì. Còn kệ họ muốn lại, họ muốn lễ, họ muốn làm gì cũng sao đâu. Mình, bởi vì lùi một bước trời cao đất rộng, lùi một bước mà được một thước là vậy. Và nói đến sự khiêm cung, nói đến một cái sự nép mình, nói đến một cái sự lắng nghe, nói đến một cái sự đón nhận và sự tu tập của quý vị,
thì chúng ta chịu thua thiệt đối với những cái thế lực mà, những cái thế lực mà ác xấu. Bởi vì chúng ta không cùng làm xấu như họ. Cho nên thấy chúng ta bị thua thiệt ngay cái lúc đó, nhưng sự thật ra, rồi chúng ta cũng chẳng có mất mát gì đâu. Ở đời, lúc đó là cũng vậy. Người mà sống đàng hoàng, người mà sống tốt đẹp sẽ được trời thương đất tưởng. Chúng ta dùng những cái lời xảo trá, dùng cái hành động xảo trá, những cái lời mắng nhiếc, những cái lời đâm thọc, những cái lời mà đâm bị thóc thọc, bị gạo, hay là chuyện không nói có, dễ dời để hại người, thì không bao giờ được tốt đẹp cả. Mà chúng ta dùng cái lòng thật, dùng cái chân tình, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành tựu được. Thì cũng vậy, chúng ta tập một cái tánh cung kính, tập cái tánh kính lễ, tập cái tánh biết tôn trọng người với tất cả mọi người, dầu cho người đó nghèo khổ như thế nào. Cái nghèo khổ đó không có nói lên cái giá trị con người. Cái sự kém hiểu biết đó nó không có nói lên cái sự tệ hại của con người, do cái nghiệp, cái duyên của chính họ. Bởi vì chúng ta tu quá, chúng ta hiểu như vậy, chúng ta thương người ta, đó là tôn trọng người. Không nỡ mà để ra tay, không nỡ mà mắng nhiếc, không nỡ mà nói nặng người. Đó là chúng ta tu tập cái từ tâm, tu tập cái bi tâm đối với người. Thì như vậy thì kính thưa quý vị, nỡ bao nhiêu đó thì cũng có phước rồi. Chứ đừng nói chi mà chúng ta kính lễ được người, các bậc tu hành, các bậc có giới hạnh, các bậc thánh hiền, các bậc thánh tăng, thì quá là tốt đẹp rồi. Ở trong cái kinh mà phân biệt cúng dường cũng có nói tới chỗ này, thì cũng vậy, nó có sự so sánh cúng dường. Nhưng chúng ta nhớ, chúng ta có cái tâm buông bỏ là tốt rồi. Có tâm mà chúng ta đảnh lễ thì nó tốt hơn là cái sự van vái về thờ. Tại sao người ta nói một cái câu, tức là mười năm mà đọc sách không bằng một năm, không bằng một giờ, không bằng một đêm mà gặp cái bậc hiền trí, người ta giảng giải cho mình rất là hay. Mà câu tiếng Hán nó phùng quân nhất dạ thội, thắng đọc thập niên thư. Tôi không giỏi Hán gì, nhưng tôi nhớ những cái gì mà nó thuộc về cái giá trị đó, là chúng tôi sẽ nói cho vị nghe. Cả 10 năm chúng ta học đọc như vậy, nhưng không bằng một đêm chúng ta được diện kiến, được nghe cái người đó nói lên những cái hiểu biết. Hay là ở trong cuộc đời này á, chúng ta học tốt nghiệp nhiều cái văn bằng lắm, nhưng đều không có cái văn bằng khi về. Những cái điều hay, những cái điều tốt, cha mẹ nói chúng ta vài lời thôi. Cả hơn 10 năm học, bởi vì sao vậy? Cái trường đời này, cha mẹ nó trải qua nhiều rồi. Hay các bậc thầy tổ, các bậc sư huynh của chúng ta nó trải qua nhiều rồi. Chúng tôi có nhớ một cái kỷ niệm mà có một lần chúng tôi và Thượng Tọa Pháp Nhiên không có vừa lòng với sư phụ Tỳ Siêu. Mới bạch với sư phụ Tỳ Siêu một chuyện. Thì sư phụ Tỳ Siêu nói, bây giờ mấy sư đúng với chúng tôi chừng 25, 20 mấy tuổi rồi, 25 chừng, 25 tuổi đổ lại được. Giờ tôi ghi nhận cái câu nói này của mấy sư. Rồi mấy sư, năm mấy sư ba mấy tuổi, mấy sư lớn lên đi, mấy sư gặp tình huống cái tôi kiểu này, mấy sư hãy nhớ lại cái lời mà mấy sư trách móc tôi ha. Em mới sao phải trách móc tôi, mới sẽ không vừa lòng ha. Mà kính thưa quý vị, chúng tôi không phải là cái làm cái điều gì mà có lỗi, phải vậy. Nhưng điều mà chúng tôi không cảm thấy không vừa lòng với cái việc như thế. Thì sư phụ Tỳ Siêu nói một câu như vậy đó, chúng tôi mới nhớ. Thì quả thật sau này mình sống ở trong cuộc tu đến 5-10 năm nữa, nó sư phụ Tỳ Siêu nói 5-10 năm nữa mấy sư sẽ hiểu. Thì quả thật 5-10 năm sau chúng tôi đã thấy được những chuyện như thế, mới hiểu được à, tại sao hồi xưa sư cúng nấu gì mà rồi sẽ hiểu con à. Dạ. Thì nói như thế có nghĩa rằng để chúng ta biết, chúng ta nhiều khi chúng ta chỉ nhìn ở một góc độ,
nó khác. Chúng ta tưởng người lớn ta biết, ta biết hết. Chúng ta cho cái điều chúng ta suy nghĩ đó là đúng, nhưng điều chưa chắc đúng đâu. Cũng vậy, ở trong cuộc đời này, cái sự tương ứng như thế nào, chúng ta hay, chúng ta đừng có cho rằng hay giỏi gì, rồi chúng ta biết một bước trời cao đất rộng. Và đừng bao giờ có một cái sự quan kết, đừng có tạo nhiều có quan kết. Để chi? Để chúng ta sống được yên vui. Chúng ta nhịn người, im lặng để làm gì? Nuôi dưỡng từ tâm. Im lặng để làm gì? Để tạo cho, đó là một sự nhường nhịn, để tạo một điều kiện tốt, đó sự tôn trọng người. Thì cái này nó rất là đặc biệt, kính thưa quý vị. Mình không có thể, không có quyền mà phê phán người ta, trách móc người ta phải như thế này, phải như thế nọ. Chúng ta không có quyền ở đâu. Mà đường sinh tử thì hồn ai nấy giữ chứ. Và cũng chưa có phải mà chúng ta hay, chúng ta chưa thành thánh đâu. Mà chúng ta nói thì nó rất là nhiều, nhưng điều mà thực tế, thực chất vô rồi chúng ta thấy nó gặp nhiều cái niềm đau, nỗi khổ, cái vô, cái buồn. Thì cũng vậy đó, ngay cả làm nhiều cái điều, nhiều thế nào là nhiều, ngay cả Đức Phật nói người làm nhiều như vậy đó, nhưng cũng có cái gì không bằng một phần tư cái kính lễ cái người đáng lễ. Người đáng lễ đây chúng tôi đã nói rồi, tức các bậc chấm dứt cái đau khổ ở trong cuộc đời, không còn sanh tử, không còn đau khổ. Thì kính thưa quý vị, ở đó chính là mới lên một cái sự tôn trọng người. Cái quả phước này rất lớn. Về sau được quyền quý, về sau được người tôn trọng. Tại sao mà chúng ta thấy cái người nào cũng phải đi đến người ta sợ, người ta khiếp thì người ta sợ, người ta tôn trọng. Bởi vì cái phước là phước cung kính á, phước cung kính á, người ta rất là khiếp sợ mình, người ta nhìn mình người ta cũng khiếp rồi. Chứ không cần phải mình phải dùng binh đao quyền thế gì, không cần. Người ta nhìn mình cái người ta khiếp. Cái khiếp đó là khiếp cái gì? Khiếp trên cái đức độ, khiếp trên một cái lực vô hình của tiếp xúc với chúng ta. Mà chúng ta gọi là cái vô hình chứ sự thật ra chính là cái gì? Gần người đó cảm thấy nó mát mẻ, gần người đó cảm thấy nó thấy có một cái gì đó mà mình không có thể không kính phục được. Và kính thưa quý vị, hãy cố gắng đừng bao giờ so sánh hơn thua với người. Thì đó là chính là vậy, là đó là chúng ta sẽ thực hiện được cái pháp cung kính. Và chúng ta cung kính, hãy nhớ rằng cung kính đối với, nếu cung kính đến Tam Bảo. Tại sao mà người ta xưng hô với các thầy, các sư, ta xưng con, bởi đó là con của Phật. Ngay cả quý vị nhớ, mình là cha, là mẹ, là người thân của những người xuất gia, thì chúng ta cũng biết bây giờ xuất gia đắp lên cái chiếc y rồi, đó phải là con của mình nhé. Đó phải là con của mình, đó không phải là cháu của mình, đó không phải là người thân của mình nữa, mà đó tức là đã vào hàng xuất gia, thì là phẩm hạnh của xuất gia. Thì chúng ta cũng vẫn tôn kính như là một cái đồng nhất như các vị tăng khác. Thì đây chính là một điều tốt đẹp. Cho nên vì vậy, chúng ta phải có một cái tâm cung kính. Thí dụ như chúng tôi nay đây, chúng tôi cũng thấy, chúng tôi cũng rất là hoan hỷ. Thí dụ như cô Nhật Quỳnh đó, có sư Tự Đức đó, đó là con đó, những điều mà vào cũng chào hỏi sư đàng hoàng. Chứ phải mình là mẹ mà cái thôi kệ, tôi là mẹ ông mà tôi phải chào ông cái gì? Không phải. Chúng tôi trong vô tình, chúng tôi đọc, chúng tôi thấy, chúng tôi mới giật mình, chúng tôi cười tạm trúng bụng. À, cô này cũng hay đó. Đó có cái sự cung kính, dầu cho biết đó là con của mình. Những điều mà cũng phải thể hiện, đó chính là cái sự kính trọng, xin tán thán. Chứ không phải nhiều người cho rằng đó là con của tôi, đó là em của tôi, đó là anh của tôi, đó là người thân của tôi. Cho nên không có cái sự cung kính một cách trân trọng, cách tốt đẹp thì rất là nguy hiểm. Dạ. Thì kính thưa quý vị, cái sự kính lễ mà nếu như đó là thuộc về hàng tăng bảo rồi, thì chúng ta khoan hãy nói là cái chuyện của các vị gì hết, nhưng chúng ta chỉ có cái tâm thành kính, bởi vì mang cái hình bóng của Tam Bảo, chúng ta thành kính. Cái bài học mà của vua Phú Mi Phong hay là hồi ngày xưa, tức là vua Asoka luôn luôn kính trọng tăng già, ngày hôm nay nó là như thế, để lại vô vàng cho chính chúng ta. Và chúng tôi xin có đôi điều trình bày câu pháp cú số 108 là như vậy, cúng dường bậc
kính lễ bậc đáng kính rất là quan trọng trong quá trình tu tập, trong cái sự nhiệt thành Phật pháp của tất cả. Mong tất cả chúng ta được an lạc, được tấn hóa, và luôn luôn hãy tôn trọng người, kính trọng đến các bậc đáng kính trọng và tôn trọng mọi loài, mọi người. Và chúng ta không bao giờ dùng cái tấm lòng ngã mạn để cư xử, nó rất là nguy hiểm. Dạ, xin chấm dứt thời gian trước nữa đây. Nếu có điều chia sẻ thất, kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan hỷ cho, và kính dân Phật lành đến Đức Trời Đại Thế Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên ở tại Quảng Nghiêm và tại chùa Bổ Đức, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa. Và ứng nguyện phần công đức này đến cho hương linh của bà Kiều Đức, và vừa mới quá vãng Phật tử từ hồi thời của các ngài. Bà năm nay cũng gần 100 tuổi, cũng vì nạn dịch Covid bây giờ vừa mới qua đời, là một trong những người hộ đạo hộ pháp rất là mạnh mẽ. Và cũng như từ thở mà chúng tôi còn bắt đầu trách nhiệm chùa, thì từng miếng gạo miếng cơm của bà cũng đã đóng góp nhiều cho tại Quảng Nghiêm cũng như ở các chùa rất là lớn. Mong cho bà được an lạc, được tấn hóa, hưởng phần phước này, và cũng như tất cả những chúng sinh đã quá vãng vì nạn dịch xin được siêu thoát. Và hưởng nguyện phần công đức này đến tất cả được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tệ Quyền.